Cảm ơn tất cả các chị đã quay trở lại với clip mới của shop em. Một siêu phẩm đầm mà Si vừa mới cập bán đây các chị ơi. Họa tiết chấm bi nhìn rất là trẻ trung. Và màu sắc em đang mặc trên người là một cái tông màu đỏ các chị. Chất liệu bằng vải lụa gân, mặc rất là mát. Và cái phần này thiết kế nó sẽ có cái bo chung cho mọi người ha. Bo chung phần tay, phần eo với lại là trên vai đây. Các chị có thể mặc được rất là nhiều kiểu. Ví dụ như mình có thể mặc bẹt vai hoặc là mình mặc cổ thuyền như thế này cũng được đúng không các chị? Rất xinh xắn. Để em xoay một vòng cho các chị coi nha. Rồi đây cho các chị coi nha. Và thiết kế của cái đầm này thì em thấy nó vừa tiểu thư, vừa nhẹ nhàng. Những chị nào thích những cái phong cách hơi nữ tính thì chắc chắn không thể nào bỏ qua cái mẫu này được các chị. Bên trong sẽ có một cái lớp lót cho mọi người nữa, mặc rất xinh. Có 3 màu tổng cộng. Bây giờ em sẽ chuyển màu cho các chị coi và nhớ coi hết clip nha. Màu sắc tiếp theo đây các chị ơi, một cái tông màu phải nói là nhìn rất nhẹ nhàng luôn ha các chị ha. Hai túi hai bên vẫn là họa tiết chấm bi, chất liệu lụa gân và sẽ có thiết kế là phần tay dài và hơi phồng nhẹ cho mọi người, rất là tiểu thư. Phía trên đây là cái kiểu cổ như là cổ tim các chị, cổ vuông tim, mặt nhìn nó nhẹ nhàng đúng không mọi người ha. Và cái kiểu này nó sẽ là đắp chéo qua cho mọi người, nhưng mà mặt cái cổ nó không có bị hở các chị ha. Bơm xòe dài qua gối, mặc đi chơi đi làm đi tiệc gì đều được hết luôn. Xoay một vòng cho các chị coi phía sau lưng nè. Rồi, bo chung cho nên mặc cực kỳ thoải mái. Em chuyển nhanh sang cái màu cuối cùng, đợi em tí nha. Màu sắc cuối cùng đây các chị, một cái tông màu này thì em nghĩ là những chị nào thích màu tối thì chắc chắn không thể nào bỏ qua cái màu xanh đen được. Xanh đen họa tiết chấm bi trắng rất nổi bật. Phần phía dưới xoài này là đuôi cá các chị ơi. Phía trên tay phồng cổ đắp chéo, có bo chung phần vai nè, phần tay và phần eo. Mặc rất thoải mái, cổ đắp chéo nhưng mà không có bị hở ha mọi người ha. Ba màu tổng cộng nãy giờ thì nó sẽ có size cho các chị luôn. Màu đầu tiên em mặc cho mọi người coi là màu đỏ, thứ hai là màu trắng và thứ ba là màu xanh đen.